con, thưa quý bà con, hôm nay mình đi quay nếp thu hoạch cho bà con. Đây bà con và máy cắt đang cắt lại ở đây, cũng nếp đây bà con. Nếp thì phong thì cũng vừa đạt rồi bà con ơi, không có bự nha bà con, mà đùm nha bà con. Máy cắt đang cắt lại bà con, tôi mới cắt chưa máy máy bà con ơi. Cắt này là 105 nha bà con, bởi vì nãy mình thấy cái đường thì bự bự á, cái đường này nè bà con, nó to nên mình cũng nghi là 105 là bà con nhìn dễ, nó dễ biết hơn là máy 70 đồ. 105 á, thứ nhất là cái đường cắt kế đây nè nó to hơn, và cái bánh mà bánh lòng để quào lúa vô bà con là nó có tới 2 ngăn luôn bà con. Và mình sẽ quay cây nếp nó như thế nào bà con ơi. Đây, nếp đây bà con. Nếp này là, đây là nếp 3 tháng nha bà con. Nếp 3 tháng, nếp đùm 3 tháng và xạ bữa 20. Xạ bữa 20 mà mình quên là tháng mấy, hình như tháng 10 khi bà con. Giá bán là 6.800 nha bà con. 6.800 nhưng mà thương lái xin hết dù do là giá nếp hơi sụt nặng đó bà con, và xin hết 500 đồng bà con ơi. Còn 6.300 mà đây hiện tại là đang cắt nhiều miếng nha bà con, và còn miếng này là miếng cuối cùng. Để một số bà con thì nói là chưa cắt xong á. Đây là mình quay là mình nói về công là công tầm lớn nha bà con. Công tầm cắt là một công 1.300 m² nha bà con. Còn một số bà con thì nói mình quay lên á thì nếp mà trúng quá thì bà con nói là hai công hay gì mà sao trúng dữ vậy, hay là nói công dây thun đồ. Thật sự là mùa này mình nói rõ cho bà con là mùa này á, là năng sức á, lúa á, thật kỳ là nó trúng, là trúng đột ngột luôn á. Cái dàn lúa trong khi là bữa hỏi mình quay cái nếp miếng nếp kia, cái dàn bông bà con thấy không, dàn bông thấy bình thường nhưng mà cắt ra một công là 23 bao là mình ngạc nhiên quá, là tại vì lúc đó là vừa cắt vừa căng lên mình mới biết là cái giá thiệt, cái năng sức thiệt. Đây bà con coi là bao nè, bao này là bao to không nè bà con, thấy chưa, chứ không có bao nhỏ. Bao này là bao Châu Hưng Phát, kiểu Châu Hưng Phát, mà bao trắng là bao rất nặng nha bà con, tương đương với cái bao vàng 2 sập đó bà con, chứ không phải là bao nhỏ. Nên bà con cũng lưu ý nói, không phải là nói dốc cho bà con. Mình quay á bà con, mình nói thiệt á, mình nói thiệt với bà con á, là mình quay là mình chia sẻ cái năng sức lên cho bà con xem là cái đông xuân vụ nay á, năng sức nó như thế nào, đạt như thế nào, chứ không phải là mình quay lên cái mình nói dốc rồi công có 1-200 kg rồi nói 1-2 tấn, không có đâu bà con. Mình quay sao mình nói như vậy thôi. Đây là mình quay á, trong khi bà con, mình nói với bà con mình đang quay như vậy á là mình biết cái năng sắc rồi, là như là người ta cắt cái miếng kia rồi là biết cái năng sắc như thế nào rồi, là mình mới nói với bà con là lúa trúng rồi mình mới đăng lên, chứ không phải là mình mới bay vô cái mình quay đâu. Mình trước khi mình quay á là mình có lợi, mình nói chuyện với hỏi chú ruộng đồ bà con là lúa miếng đó cắt được như bao đồ, chứ không phải là mình ấy đâu bà con. Mình có hỏi, mình có nói chuyện hỏi thăm đàng hoàng rồi mình mới biết là giá bán như thế nào, chứ không phải là đưa vô cái mình nói với bà con là như vậy đâu. Mình có sao nói vậy bà con ơi. Còn mà cái tiêu mình nói với bà con á, là cái tiêu đề mình làm á, là khi á cái miếng nào á là mình chưa có, như mình qua mình quay mà không có gặp chú ruộng, mình không có hỏi được á, thì mình quay xong rồi khi nào mà mình căng rồi á thì mình mới biết. Nhưng bà con, mình căng rồi á là mình mới biết là lúa nó trúng như thế nào, rồi mình mới làm cái tiêu đề là mình để lên cho bà con xem. Mới cắt đang cắt dưới đó đó bà con. Còn cái bông lúa nếp này là nếp đùm không mà bà con. Tại vì bây giờ không có sử dụng một cái nếp mà cái loại mà nếp An Giang vậy trơn bà con ơi. Bây giờ là xài nếp đùm cũng mà. Nếp đùm cũng là nếp An Giang, mình gọi cũng là nếp An Giang đó.
mà người ta thường là giống đùm, giống đùm là cái bông nó đùm đùm đó bà con, đùm đùm như nè. Còn nếp kia lúc trước hồi lúc kia mình làm thì nó không có đùm như vậy. Máy này thì 105 thì đắt thì cứng thì chạy quá chạy luôn bà con ơi. Con thấy máy chạy tốc hành luôn, và đập thì lượng đập thì rất là ok luôn bà con. Tại vì lúa cũng chín tới rồi, nếp cũng chín tới rồi đó, đập thì không sót luôn nha bà con. Thì ít thục lép và thì vô tới cậy và tạo hộp và tạo gạo cứng hết trơn rồi, nên xe đập mà rất mạnh. Cái miếng này mình chưa biết cái năng sức như thế nào nên mình quay cho bà con xem, và khi nào mà lùa mình là gặp cái vụ đó bà con mình hỏi thì mình sẽ nói lên cho bà con làm cái tiêu đề. Bà con khi nào mà mình làm cái tiêu đề không phải là mình làm lên cho để cho có đó bà con, là mình tìm hiểu kỹ rồi mình mới làm cái tiêu đề nha bà con, chứ không phải là làm cho có nha bà con. Cái tiêu đề mình làm là sự thật, là trong video là lúa rồi được bao nhiêu tấn nha bà con. Đây đống lúa đây bà con thấy đống lúa hối hồn luôn, tại vì ngay cái chỗ khối đó là một phần lúa nó bị che là con thấy cái đống vàng và cái đống trắng kế bên đó bà con, giữa mấy cây chuối đó bà con. Nên cái đó người ta cắt trước mấy tuần, một tuần lễ rồi, nên người ta đốt gom bà con, bị dính mưa bữa hổm á nên tới bây giờ mới đốt được. Nếp thì mùa này thì chúng rất dã man luôn bà con. Bà con được có thắc mắc là tại sao mà vụ nay chúng, bà con cũng biết đó, vụ nay là có mình có cái phù sa về, cái phù sa về hơi lớn luôn chứ không phải là nhỏ. Phù sa năm nay là về rất lớn, cái lượng nước phù sa về lớn và lâu nữa bà con, và phù sa về chảy nữa. Cái chỗ mình không biết cái chỗ bà con như thế nào nha, còn chỗ mình là tới tháng 10 mà nước còn lên lớn nữa, tới tháng 10 á là nước còn lên lớn, là bắt đầu tháng 11 là mới giật giật lên từ đó bà con. Lúa thì rất đạt, và nếp này thì bữa hổm cái miếng nếp kia mình quay thì bông không có bằng như vậy nha bà con, thưa hơn nữa, mà nếp kia bị lem rồi nữa, còn cái này chắc hộp nhiều hơn bà con. Cái chú này là dùng cái sản phẩm là vô gạo lúa vàng bà con, cái thẻ vô hộp lúa vàng á, mà mình không biết đây, tại vì cái đất này là kế cái miếng đất của mình luôn nè bà con. Đây miếng đất mình đây, miếng đất tài thơm mình đây đó, miếng đất mình mà kế 14 công tập lớn của mình đây, hàng chua hàng chuối đây bà con, là miếng đất mình chạy dài lên tới trên đây nè, chú giáp danh với mình luôn á, nên mình chú xài sản phẩm gì là vô gạo gì là mình biết, cho tại vì chú thường chụp mấy cái người mình sẽ tốt cho chú á, thường chụp qua lúa mình dữ lắm đó bà con. Bây giờ mình xin kết thúc tại đây nha bà con. Còn cái tiêu đề thì mình hỏi chủ ruộng năng suất như thế nào, mình sẽ đặt lên tiêu đề và để nói về cái năng suất của miếng nếp này nha bà con. Cắt xong đó bà con, chủ ruộng mới đi ngang mình đó, mình có hỏi chủ ruộng là mưa được 7 bao nha bà con, 7 bao to, bao châu quân phát mà loại bao trắng bà con. Đó đó.